Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020 được phát trên kênh giá cả thị trường của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là một số thông tin về thị trường giá vàng. Phần tiếp theo bản tin là bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020. Phần cuối bảng tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, sau diễn biến trái chiều ở hầu hết thời gian giao dịch, giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên, trong đó mức tăng cao nhất lên đến 120.000 đồng trên một lượng đối với vàng SJC, cập nhật mới nhất vào lúc 18 giờ 3 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020 theo giờ Việt Nam. Giá vàng thế giới đang giảm nhẹ, giảm 3,5 USD trên 1 ounce, hiện đang giao dịch ở mức 1.732,10 USD trên 1 ounce. Cụ thể như sau, tại thị trường vàng trong nước, cuối phiên giao dịch ngày 18 tháng 6, giá vàng trong nước được SJC Hà Nội niêm yết ở mức 48,37 đến 48,72 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 120.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.837.000, bán ra sẽ là 4.872.000. Tại Phú Quý SJC, niêm yết giá vàng ở mức 48,40 đến 48,60 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, giữ nguyên giá tại chiều mua nhưng tăng 30.000 tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.840.000, bán ra sẽ là 4.860.000. Tại PNG Hà Nội và PNG Thành phố Hồ Chí Minh, niêm yết giá vàng ở mức 48,40 đến 48,65 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, tăng đồng thời 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.840.000, bán ra sẽ là 4.865.000. Tại Bạc Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng ở mức 48,42 đến 48,57 triệu đồng trên một lượng theo chiều mua vào và chiều bán ra, tăng 10.000 đồng trên một lượng ở chiều mua nhưng giữ giá tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.842.000, bán ra sẽ là 4.857.000. Tại thị trường thế giới, giá vàng châu Á ổn định trong phiên chiều ngày 18 tháng 6, khi kim loại quý này bị kẹt giữa một đồng USD mạnh lên và sự thoái lui của chứng khoán toàn cầu trước những lo ngại về đà phục hồi kinh tế thế giới. Theo đó, giá vàng giao ngay không đổi ở mức 1.726,48 USD trên 1 ounce. Vào lúc 14 giờ 1 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng Mỹ giao kỳ hạn giảm nhẹ 0,1% xuống mức 1.733,90 USD trên 1 ounce. Cập nhật mới nhất vào lúc 18 giờ 3 phút ngày 18 tháng 6 năm 2020 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang giảm nhẹ, giảm 3,5 USD trên 1 ounce, hiện đang giao dịch ở mức 1.732,10 USD trên 1 ounce. Giá vàng trong nước thường biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, vì vậy mà vàng SJC có thể đi ngang trong ngày giao dịch 19 tháng 6 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo bảng tin, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, chiều mua vào là 48.370.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.700.000 đồng trên một lượng, tăng 120.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại SJC Hà Nội, mua vào là 48.370.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.720.000 đồng trên một lượng, tăng 120.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại Doji Hồ Chí Minh, mua vào là 48.410.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.640.000 đồng trên một lượng, chiều mua vào không thay đổi, chiều bán ra tăng 50.000 đồng trên một lượng. Tại Doji Hà Nội, mua vào 48.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.600.000 đồng trên một lượng, giảm 10.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, tăng 30.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội, mua vào là 48.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.650.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tại Phú Quý SJC, mua vào 48.400.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.600.000 đồng trên một lượng, tăng 30.000 đồng trên một lượng tại chiều bán, chiều mua vào thì không thay đổi. Tại vàng Mi Hồng, mua vào là 48.380.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.540.000 đồng trên một lượng, tăng 30.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, giảm 10.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào là 48.420.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.570.000 đồng trên một lượng, tăng 10.000 đồng trên một lượng tại chiều mua, chiều bán ra thì không thay đổi. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các ngân hàng. Ngân hàng Eximbank, mua vào 48.370.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.570.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 100.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng ACB, mua vào là 48.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.650.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ngân hàng Sacombank,
mua vào là 48.280.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.680.000 đồng trên một lượng, giảm 40.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng khác quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số các thương hiệu vàng khác. Nhẫn SJC 24K mua vào là 47.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.500.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mua chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.790.000, bán ra sẽ là 4.850.000. VNG nhẫn 24K mua vào là 47.880.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.580.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 90.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.788.000, bán ra sẽ là 4.858.000. Nhẫn tròn trơn bảo tín minh châu mua vào là 47.860.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.410.000 đồng trên một lượng, giảm 10.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, giảm 60.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.786.000, bán ra sẽ là 4.841.000. Nhẫn phú quý 24K mua vào là 47.700.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.300.000 đồng trên một lượng. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.770.000, bán ra sẽ là 4.830.000. Viên di nữ trang 24K mua vào là 47.480.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.280.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 90.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.748.000, bán ra sẽ là 4.828.000. Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh mua vào là 47.350.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.150.000 đồng trên một lượng, cùng giảm 10.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua sẽ là 4.735.000, bán ra sẽ là 4.815.000. PNG nữ trang 18K mua vào là 34.960.000 đồng trên một lượng, bán ra 36.360.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 70.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 3.496.000, bán ra sẽ là 3.636.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng xem thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố vào đầu giờ sáng ngày hôm nay có xu hướng tăng mạnh, tăng 120.000 đồng trên một lượng tại chiều mua và tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào là 48.370.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.720.000 đồng trên một lượng. SJC Nha Trang mua vào là 48.360.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.720.000 đồng trên một lượng. SJC Cà Mau mua vào là 48.370.000 đồng trên một lượng, bán ra là 48.720.000 đồng trên một lượng. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC vào đầu giờ sáng ngày hôm nay có xu hướng tăng mạnh, dao động trong khoảng từ 125.000 đồng trên một lượng đến 300.000 đồng trên một lượng. Đầu tiên là nhất bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào là 47.900.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.500.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 250.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 4.790.000, bán ra sẽ là 4.850.000. Vàng nữ trang bộ số 9 mua vào là 47.500.000 đồng trên một lượng, bán ra 48.300.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng này sẽ là 4.750.000, bán ra sẽ là 4.830.000. Vàng nữ trang 24K mua vào là 46.422.000 đồng trên một lượng, bán ra 47.822.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 297.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Lương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 4.642.200.000 đồng, bán ra sẽ là 4.782.200.000 đồng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 34.479.000 đồng trên một lượng, bán ra là 36.379.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 225.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 3.447.900.000 đồng, bán ra sẽ là 3.637.900.000 đồng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 26.412.000 đồng trên một lượng, bán ra là 28.312.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 175.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng chiều mua vào sẽ là 2.641.200.000 đồng, bán ra sẽ là 2.831.200.000 đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 18.393.000 đồng trên một lượng, bán ra là 20.293.000 đồng trên một lượng, cùng tăng 125.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua và chiều bán. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào sẽ là 1.839.300.000 đồng, bán ra sẽ là 2.029.300.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến,
Phần cuối của bản tin là bảng giá tỷ giá ngoại tệ được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và bấm vào tượng chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo.